bạn đã đến với kênh của Ruth. Ngày hôm nay thì Ruth sẽ tiếp tục chơi Granny Bar nha các bạn. Nhưng mà có mình nữa thôi. Chắc phần 3 có con ma nên ship sợ được các bạn. Ruth giỡn thôi chứ ship bạn rồi chứ không chơi được với Ruth nên Ruth sẽ chơi một mình nha các bạn. Trước khi vào video thì các bạn hãy cho Ruth một like, một đăng ký kênh và một bình luận bên dưới nha. Tụi mình vô game thôi. Bữa nay ngoại Ruth ổng mới đi bắn súng về các bạn. Trời đất ơi, bữa nay ổng cầm luôn cây sụp găng của tôi rồi. Ông nhốt tôi ở đâu đây? Ê, có cái đồ để nạy cửa này các bạn. Trời ơi, đã nhốt người ta rồi còn để cái đồ nạy cửa cho người ta nữa chứ. Bên này có một anh đẹp trai đã bị ông ngoại nhốt ở đây chắc lâu lắm rồi. Rút phải làm sao lấy được cây sụp gân của ông ngoại đây các bạn. Không có cây sụp gân là không có làm được gì đâu. Ui, đi xuống đây thử. Nấp liền. Ôi quậy nữa nè. Nấp. Cái gì vậy trời? Mới vô luôn á. Trời ơi, có muốn cho con chơi không vậy ông ngoại quậy? Thôi lục đi các bạn. Tranh thủ ông bỏ đi rồi lục. Qua đây thử. Thôi sợ quá à. Cửa khóa rồi, rút phải nạy nữa nè. Cái thời gian nạy cửa này rút sợ ông bỏ đang lù lù ngoài sau lưng lắm nè. Ui, cái gì vậy? Hồi con ma hả? Hết hồn. Thôi sợ quá. Ở cái này cái gì đây, chung xuống đường nè các bạn. Ê, à đây là căn bếp nè các bạn. Lục đồ. Ôi, ai vậy? Ôi, ông ngoại. Ông bắn rút mà như hụt hay sao không biết trúng không mà nghe tiếng như là trúng thịt đó trời ta. Mà không có máu cho không trúng hết rồi. Đi chưa? Bắn sao còn cười nữa. Ông đi rồi, ông đi rồi. May quá ông bắn hụt các bạn. Ông học nhưng mà ông chưa tốt nghiệp hay sao á. Nên ông bắn hụt hoài à. Thôi ra ngoài đây đi. Lượm mấy viên sỏi này nè. Thôi, trong xe có gì không? Ê! Ủa gì vậy? Trời chị ơi. Ôi. Thôi trả, để trả con Teddy đi cho bà. Ôi, ủa gì mà nhịp tim nổi lên vậy? Rút phải đi trả con Teddy cho. Ôi ơi ông ngoại. Cái ông ngoại. Trời ơi. Cái gì vậy trời? Trả nhanh con Teddy đi các bạn ơi, không là con ma này nó theo mình hoài, mình không làm được gì hết trơn á. Trời đất ơi. Mới vô game mới cần phải căng thẳng vậy không ngoại hoài. Rồi dục vô nôi các bạn ơi, dục vô nôi. Rồi, trời ơi, bà ma này bà xấu quá bà ơi, bà không skin care đúng không? Con gái con lứa. Rồi lấy cái chìa khóa này bà cho mình cái chìa khóa gì đây? À, cái chìa khóa của Bách Lóc là cái chỗ hình như ở dưới ấy, tầng hầm á. Nhưng mà chỗ đây có chỗ đi xuống nè các bạn, để rút dục xuống trước rồi rút nhảy xuống. Rồi, ấy, ủa, cao quá rút chết luôn. Thứ hai nè, trời đất ơi. Thì ra là trên đó nhảy xuống đây không được các bạn, tầng 3 lận. Cao quá. Lấy cái này đi xuống mở khóa cái đó trước đã nè. Nhanh lên chứ không bỏ xuống. Rồi mở đây ra có gì không? À, chưa được hả? Ok. Ôi hoài, quay ơi thôi đi con. Ôi, nấp vô nào, nấp vô nào. Có chỗ nấp. Rồi xong pin luôn. Trời, cái đêm thứ hai sao mà trôi qua nhanh quá vậy. Ngày thứ ba rồi rất chưa làm được gì các bạn. Ôi bà. Ôi lục cái đây thử coi, không có gì hết, xuống bếp. Trời đất ơi, ê có cái dừa. Ra ngoài. Cầm cái dừa chắc chắn là sẽ có một cái chìa khóa hay cái gì đó. Ôi cái chìa khóa gì đây, lấy nhanh chạy. Hả, cái chìa khóa vũ khí nè, bỏ ra kìa. Thôi chạy. Vô cửa chính đi. Thôi nhanh lên. Ôi ông ngoại, cái gì vậy trời, hai ông bà này. Ơi. Vô đây mở lấy cái gì? Cái vũ khí này là cái gì ta? Cái nỏ. Cái chân ná các bạn. Ra đây dụ ông bả ra rồi bắn ông bả. Ui, đâu rồi, xuống kia. Qua đây. Qua đây. Tôi bắn tôi giật súng ông bà. À, một ông. Tới bà nữa. Một người nữa. Ok, lấy cái súng găng liền để ông bả tỉnh. Rồi bắn luôn ông bả cho ông bả sửa 2.5 thì các bạn. Có một viên đạn à, đúng phải nạp thêm viên đạn nữa nè. Rồi ok. Giờ đi nạp đạn vô cho khẩu sụp gân của Ruth cái đã. Lấy cái chìa khóa, đây là chìa khóa phòng kho nè. Trời ơi sao cứ sợ mỗi lần tôi bỏ cây súng sụp gân ra là tôi sợ lắm nè. Bỏ đây đi. Rồi lấy chìa khóa giật xuống. Nó, giật xuống đó rồi mình hãy nhảy xuống, ôm cây sụp gân nhảy xuống. Không có cây sụp gân Ruth không có yên tâm một chút nào các bạn ơi. Đó thấy không? Bắn hoài nè. Quá đáng à.
Không bà hoài nữa, không biết bà ở đâu rồi. Đức nghi là không bao giờ sai đâu các bạn. Ở đâu ta? Sợ bà cũng tỉnh rồi á. Ở đâu nhờ? Thôi đi xuống bếp đi. Quay. Ủa? Đức bắn trúng bà rồi mà. Sao Đức còn chết nữa? Ngày thứ tư rồi. Trời ơi, lộn lại cây nỏ, cái sụt cân bị lấy mất rồi các bạn. Trời đất ơi, giờ làm sao đây? Ủa sao không khí yên lặng dữ rồi ta? Quậy quậy đâu mất tiêu rồi hả? Chờ nãy giờ luôn á mà không thấy ông bà quậy đâu hết. Để bắn cho lấy lại cái sụp gân nè. Quậy ơi, để làm giục cái nỏ xuống thử quậy bà có ra không. Đó, giục xuống. Chạy ra đây núp. Có thử bà có ra không? Không bay đâu ta? Ủa, hình như ông bà đi vắng rồi các bạn. Ôi, phải không hả trời? Để tôi tì cơ tôi hình sự coi. Thôi nhanh nhanh lấy cái chìa khóa ra đây. Mở cái cửa. Chắc ông bà đi ăn đám cưới rồi các bạn. Ai mà mời ông bà được. Thôi qua trong tủ đây có cái gì không? Trời ơi, đứa cứ sợ sau lưng ấy. À có cái hộp diêm với lại cái gì thanh để mình thanh gỗ thanh dán gì nè các bạn. Đó ra đây mình lắp lại chỗ đây để mình đi qua cái cầu. Làm cái cầu đi qua. Chứ không là té sấp mặt đấy. Đó đi qua các bạn. Nãy đứa thấy có cái bánh xe chỗ đây nè. Đó. Rồi ra đây cái bánh xe này dùng để quay để cho cái cầu nó hạ xuống đó các bạn. Chứ dưới cái dòng suối này là ông bà nuôi cá sấu. Mình xuống là bị đớp liền. Lấy cái hộp diêm vô. Nãy đứa thấy có cái lò sưởi ở dưới kia. À đúng rồi, còn cái đang đứa chưa có mở được nè. Không biết chìa khóa ở đâu. Bỏ đây trước đã, thiếu khúc gỗ nữa các bạn. Đứa đi xuống dưới lút đồ tiếp đã. Lấy cây nỏ cho yên tâm. Không có cây sụp gân rồi phải có cây nỏ các bạn. Chứ không là chờ lắm. Bắn hai cái bình nước đây để xuống giải mã cho lấy được cái chìa khóa ở dưới kia nữa. Còn bình đâu hen? Đâu ta? Hình như ngoài này. Ở đây đây. Ok, xuống dưới lượm mà đi múc nước. À. Đi cái đường này cho nó gần nè. Mất công đi đường kia xa lắm. Phải tranh thủ lúc ông bà không có nhà mà làm thôi các bạn. Đêm nay ông bà đi rồi. Nãy giờ đứa không thấy ông bà đâu luôn. Để đến đây nè. Bên nào ta? Hình như bên này. Ok. Một cái nữa. Đây. Nhảy xuống đây luôn. Rồi đi múc nước tiếp các bạn. Có nhiều thôi á. Rút vừa làm mà vừa sợ ông bà sẽ về bắt thình lình và bắt rút đi. Được rồi nè, cái chìa khóa này các bạn. Cái chìa khóa mở cái tủ trong nhà vệ sinh nãy nè. Chạy đi cà nhắc thấy thương à. À, đây là cái fuser để vận kiểu như là để vận hành cái máy phát điện. Đây. Thấy rồi nha, bỏ vô còn cái gì nữa ta? Chưa được, còn cái dây nối nữa, tôi nghĩ là con quạ nó giữ không biết phải không nữa. Thì tôi lên đây coi con quạ nó giữ cái gì. Trời, con quạ này nó cũng mổ cũng mất máu dữ lắm các bạn. Đừng có ghẹo nó nha. Cái khúc gỗ kìa. Ra lấy luôn. Mình chỉ còn thiếu mỗi cái đó thì có thể mở cửa để mà về rồi. Trời sợ quá, ông bà đừng có về ngay cái lúc này nha trời. Bỏ vô. Rồi lấy hộp diêm. Quạt lửa lên, bửa con quạ đi. Con quạ này nó kiểu như là nếu mà hết cháy là nó sẽ đậu lại, nên là phải thiệt nhanh các bạn. Rồi lấy cái sợi dây đây nhảy xuống. Thôi nhảy xuống dưới đường này luôn đi cho nó tiện nè. Bắt cua xuống luôn. Trời sợ, rất sợ đồ cao lắm nhưng mà thôi nhảy đi cho nhanh chứ rất sợ ông bà về giữa chừng lắm. Nối điện xong. Ê da. Rồi xong phim luôn. Ngày cuối cùng các bạn. Ơi không biết ông bà về chưa nữa, rút phải ra lấy liền cái sợi dây để nối cái phát điện của rút. Chết rồi, nơi trên nữa mà ác chứ. Nó trên cái mái, rút phải chạy vô nhà để trèo lên trên. Ui cái gì vậy? Ôi cái gì vậy? Vô tủ nằm. Nghe tiếng mà chưa thấy người đó các bạn ơi. Không biết ông bà về chưa nữa. Thôi kìa, về rồi. Trời, đứa đã để lỡ mất cơ hội vàng của đứa rồi các bạn. Thôi, nhanh. Ôi, ông ngoại kìa. Cái gì vậy trời? Ông có súng nên là mình mà lộ mặt là ông thấy mình, ông bắn ấy. Ôi, ông thấy. Ôi. Ông đi chưa? Hình như ông đi rồi phải không? Thiệt sự luôn á. Bả nữa kìa, trời. Tới giờ tôi chuẩn bị đi, cái à, ông bả cứ vòng vòng ở ngoài không à. Rồi, lấy được cái sợi dây rồi nè. Ôi. Đi ra nối cái dây phát điện liền. Nối xong còn phải vô ấn cái nút ở trên kia nữa. Thiệt sự luôn á trời.
ấn cái nút để nó mở cửa thôi các bạn. Giờ tôi phải chạy vòng vòng nè. Thôi bả lên lầu rồi ổng thì xuống. Đứng chờ một xíu đi. Thôi chạy theo. Đáng chạy cho nhanh thôi, cấm đầu cấm cổ chạy thôi chứ không biết gì nữa hết á. Bả ở đâu đó mà không biết nữa. Ấn cái nút đâu rồi. Ok. Lên. Giờ rút sẽ nhảy xuống đây và chạy luôn. Sợ quá các bạn ơi, sợ té chết nữa là xong phim luôn á. Ui. Nhưng mà bà ngoại bà không có súng không sao. Bà thấy thôi chứ bà không làm gì được mình hết á. Bà sẽ trèo lên đây. Nhưng mà trong thời gian đó thì rút sẽ chuồn. Rồi ok xuống. Xuống. Chạy. Ôi bà kìa, bà chưa đi. Quậy ơi tha cho con đi quậy. Chạy các bạn ơi. Bà đi chưa. Ui chưa đi. Thôi đi chưa. Ui cái gì nữa vậy. Ui ông quậy. Cái gì mà chẳng thấy đâu, tôi biết chạy đi đâu. Ui vô nhà. Chạy ra. Ui. Bye bye bà quậy nha. Trời ơi. Ui thắng rồi các bạn. Trời đất ơi. Có con ma cũng không giúp gì được ông quậy quậy đâu nha. Ông ngoại bà ngoại đã thất bại trong việc bắt cóc rút rồi các bạn. Trời đất ơi, rút chắc là không nên. Làm sao ông ngoại bà ngoại có thể bắt rút được đúng không? Và cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của rút. Hy vọng các bạn sẽ thích những video của rút. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Bye bye.